vị và các bạn, ngày mai ngày 6 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu gặp tuyển Philippines trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã mở bán vé chính thức tại trụ sở chính và cổng chính sân vận động Mỹ Đình. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Lao động, hôm nay ngày 5 tháng 6, số lượng người hâm mộ đến mua bán vé không quá đông. Giá vé trận tuyển Việt Nam và tuyển Philippines được Liên đoàn bóng đá Việt Nam bán ra với 4 mệnh giá là 200.000 đồng, 300.000 đồng, 450.000 đồng và 600.000 đồng. Do trong ngày 5 tháng 6, tại Hà Nội có mưa lớn nên lượng người hâm mộ tập trung tại hai điểm bán vé chính thức khá thưa thớt. Mình mua vé với mệnh giá 600.000 và thấy mệnh giá này là cũng phù hợp. Hôm nay mình mua hai vé khán đài B tầng 5 và mình cảm thấy giá vé khá phù hợp. Phù hợp so với đợt trước. Trong khi đó, các phe vé vẫn tập trung rất đông ở dọc tuyến đường Lê Quang Đạo cũng như cổng sân vận động Mỹ Đình. Theo ghi nhận, hiện nhiều cò vé vẫn bán tất cả các mệnh giá vé, chênh lệch so với giá gốc chỉ từ 50.000 đồng tới 100.000 đồng. Tuy nhiên, lượng người mua vẫn không nhiều, khiến những phe vé này lo lắng vé ế. Mình mua hôm nay hai vé ở khán đài B, mỗi vé mệnh giá 300.000. Người dân ta tự bán ấy, thì là bán vé ở chênh nhau 100.000. Ví dụ vé 600.000 thì người ta bán 700. Còn 300 thì lên 400. 450 lên 550. Mình hy vọng là dưới thời huấn luyện viên mới thì đội tuyển Việt Nam có lối chơi có bản sắc hơn và có thể giành nhiều chiến thắng hơn và hy vọng tiến xa được. Thì mình cũng hy vọng là đội tuyển mình sẽ tiến sâu thôi, như kiểu thời huấn luyện viên Park Hang-seo đấy. Đấy cũng được tiến sâu vòng 3 còn World Cup 2022 đấy. Mình nghĩ là trận đấu ngày mai sẽ tỷ số sẽ nghiêng về Việt Nam mình và tỷ số sẽ là 3-2.